nhà vui lắm nha. Sân chơi mới khuấy động không khí mùa dịch cho mọi nhà. Những câu chuyện tại nhà, những hoạt động bổ ích, những thông điệp ý nghĩa mùa dịch sẽ được lan tỏa, truyền tải đến bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị. Tham gia ngay cùng chúng tôi để nhận phần quà hấp dẫn lên đến 10 triệu đồng. Chào mừng quý độc giả đến với chương trình đa sắc màu của Ở Nhà Vui Lắm Nha. Chắc hẳn mọi người cũng đang thắc mắc tại sao hôm nay lại xuất hiện một chiếc clip cực kỳ hoành tráng như thế này. Đó chính là nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả bạn đọc trong suốt một tháng qua. Chương trình Ở Nhà Vui Lắm Nha đã nhận được rất nhiều sự yêu mến cũng như sự đồng hành quý báu từ phía bạn đọc ngay từ khi mới bắt đầu. Và cho đến hiện tại, Sài Gòn Tiếp Thị mong muốn phát triển hơn nữa chương trình này để mang đến những câu chuyện đẹp, những thông điệp hay đến quý bạn đọc. Và đặc biệt trong tháng này sẽ có sự thay đổi lớn về những suất quà tặng của chương trình. Những bài đăng có nhiều tương tác hoặc những bạn đọc tích cực sẽ nhận được một phiếu mua hàng lên đến 10 triệu đồng. Mọi người ơi, đừng bỏ lỡ suất quà tặng hấp dẫn này nha. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với những bài đăng hot hần hợp của tuần này ngay thôi nào. Tủ yêu thương, san sẻ khó khăn cùng người dân nghèo. Lan tỏa hình ảnh Việt Nam phi thường qua hộp trà. Biệt đội Nhí thiết kế khẩu trang, nhảy tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế. Những ngày đầu tháng 7 của bạn diễn ra như thế nào rồi? Riêng đối với bạn đọc có tên Facebook Trang Ngân, bạn đã có những ngày thật là hạnh phúc vì đã được giúp đỡ rất là nhiều người. Bài đăng bạn gửi đến chương trình như sau: Ở nhà mùa dịch với mình là sắp xếp và chăm chút cho tủ yêu thương. Đây là món quà mà mình và các bạn gửi tới các cô chú, anh chị khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhóm mình đã quyết định đặt một tủ yêu thương nhỏ trước cửa nhà, trong đó là những nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, cháo tươi, sữa tươi, với hy vọng san sẻ cùng bà con trong lúc khó khăn. Mình biết rằng trong lúc này đây, đâu đó trên khắp Sài Gòn, tình yêu thương được rất nhiều người lan tỏa. Điều này tiếp thêm sức mạnh cho toàn thành phố vượt qua dịch bệnh. Bạn nghĩ hộp trà sẽ có công dụng gì khác ngoài việc đựng trà bên trong? Bạn có từng tận dụng hộp trà để gửi gắm thông điệp mình muốn nói chưa? Dưới đây là một ý tưởng sáng tạo vô cùng độc đáo được gửi đến từ bạn Lâm Nguyễn Hồng Ngân, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm lan tỏa những điều tích cực trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Hồng Ngân đã mang đến những câu chuyện ý nghĩa đời thường của mọi người để phát họa lên hộp trà. Từ đó, bạn bán ra và ủng hộ vào công cuộc chống dịch tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị, chị Ngân cho biết, chỉ trong vòng 27 ngày, từ lúc nghĩ ra ý tưởng cho đến khi bắt tay thực hiện, đến bây giờ mình cũng thật sự bất ngờ vì sao chúng mình có thể hoàn thành được. May mắn mình nhận được sự đồng hành từ các bạn trẻ, các anh chị đối tác, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội chữ thập đỏ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Thiện Tâm. Sản phẩm hộp trà với chủ đề Việt Nam phi thường là phiên bản giới hạn kết hợp cùng họa sĩ Bùi Đình Thăng. Mỗi một hộp trà bao gồm 10 gói với 5 loại trà khác nhau tương ứng với 5 câu chuyện của 5 nhân vật có thật. Cũng là ý tưởng sáng tạo trong mùa dịch, nhưng đối với các em nhỏ thì sẽ làm gì? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Các bé lớp siêu mẫu Nhí tỉnh Tiền Giang đã thiết kế những mẫu khẩu trang y tế độc lạ và cùng nhau nhảy một bài để lan tỏa và tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nào, hãy cùng chiêm ngưỡng những kiểu dáng khẩu trang mới và hòa mình vào màn biểu diễn sôi động của các bé nhé! Thay vì ngồi hàng giờ xem TV hay chơi các trò chơi điện tử, các bạn gái ở lớp siêu mẫu Nhí Tiền Giang, nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang đã cùng nhau thiết kế, vẽ khẩu trang với đa dạng kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Hơn nữa, các em còn nhảy một bài sôi động để lan tỏa và tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế đến mọi người. Với giai điệu sôi động cùng những vũ điệu đáng yêu, dễ thực hiện, các bé đã biến những lý thuyết khô khan về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trở nên đáng yêu và dễ ghi nhớ. Qua đó, cộng đồng sẽ nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh mọi lúc, mọi nơi để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh tốt hơn. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Bộ Y tế
khi ra khỏi nhà. Tiếp theo sẽ là phần đáng mong đợi nhất, công bố kết quả người chơi nhận thưởng trong tuần này. Tuy nhiên, trước khi công bố, chúng tôi xin được phép bật mí phần thưởng đặc biệt trong tháng này. Người chơi sẽ nhận về một voucher mua sắm tại Điện Quang Smart Home trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, người đạt giải thưởng còn có cơ hội nhận về những phần quà hấp dẫn khác từ tòa soạn Sài Gòn Tiếp Thị. Và chúng tôi xin được phép chúc mừng những bạn đọc có tên sau đây. Đầu tiên là bạn Trang Ngân, tiếp theo là bạn Khanh Trần. Đây là hai bạn đọc có lượt tương tác bài viết cao nhất. Cuối cùng là Thanh Hoa, bạn đọc có nhiều bài đăng trong tuần. Một lần nữa, tòa soạn Sài Gòn Tiếp Thị xin chúc mừng ba người chơi may mắn. Đến đây thì chương trình tổng kết Ở Nhà Vui Lắm Nha xin được phép khép lại. Chúng tôi hy vọng quý độc giả của Sài Gòn Tiếp Thị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Nhớ theo dõi trang fanpage của Sài Gòn Tiếp Thị qua địa chỉ www.facebook.com/sgtiếpthị.vn để biết thêm thông tin chi tiết và cách sử dụng voucher của công ty Điện Quang nhé. À, còn một điều rất quan trọng nữa. Đừng quên nhấn theo dõi kênh YouTube của Sài Gòn Tiếp Thị, tham gia các group sáng kiến điểm đến an toàn, ăn ngon nấu khéo và Sài Gòn Fit để cùng đăng tải những thông tin ở nhà mùa dịch của bạn mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!